bông bông. Ê, một người sẽ có được cái bông, cái bông. Thôi, ba bây giờ có cái đó. Chạy ngay đi trước khi đến bữa nó làm. Chạy. Lúc điên mày đốt thừa. Đốt thừa, ăn rồi đốt thừa, tán xéo bạn giờ. Chạy câu ăn rồi nè Bobby ơi. Quăng quên qua nhà tao, quăng chúng tao chứ tao quá dễ sợ luôn. Anh Dương Lót Khe năm nay đã mắc mau hơn. Sao đẹp lắm thì sao Lót Khe. Đó là anh kia, cô chúng tôi đã mọi người. Ở trước mặt đồ vét, thế sao mặt Lót Khe hơn. Khu phố văn hóa nè, Bobby, khu phố văn hóa nè. Các bạn ơi, hẻm rồi anh thuộc không? Ủa vậy cây giá cầu quận 3 mà sao ra có Điện Biên Phủ? À đúng rồi, quận 3 có Điện Biên Phủ. Quận 3 mà. Quên. Vậy cái hẻm này tính ra tôi quen lắm nè, tính ra hình như tôi có vô hẻm này rồi. Tuổi thơ, hồi xạo mày ơi. Ê, bữa nào là tao mày đi kiếm thử chỗ này không? 338 Điện Biên Phủ, khu phố văn hóa, khu phố 1 nha. Bobby, Điện văn hóa tuổi thơ nè, không có gì để bán, chỉ bán vé về tuổi thơ. Ui giời, cho em một vé với anh ơi, mở cửa. Trong này là gì? Ở đây có thêm một cái nữa nè. Game này thế này, tôi thấy game này đẹp. Ủa con ma đá hay vậy bay? Mày có thấy giống tao không? Mày quỷ ghê nó thở dài luôn. Ủa mày không nghe con hét luôn hả ba? Không nghe mày hét luôn. Mày hét to, nó lớn hét luôn, nó tịt luôn. Ôi trời. Trời đất mẹ ơi, nó đen thùi lùi như cục than. Mày dẫn nó vô đây chi vậy? Ý nó luôn á. Đừng mở cửa anh ơi, đừng mở cửa. Nó vô rồi, nó vô rồi. Thôi nó vẫn dí mày ơi. Đi, mở cửa, đóng cái cửa lại. Đóng cửa lại. Ba ơi, nó mở cửa vô rồi ba.